Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay, Nhật xin phép được cập nhật nhanh đến cho các anh thêm một bộ dàn âm thanh karaoke gia đình hàng bãi xịn. Thì trên đầu video thì Nhật cũng xin phép được công khai cái mức giá bán luôn ha. Nguyên một combo như thế này thì hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 29 triệu và Nhật sẽ tặng kèm theo tất cả mọi thứ. Thì một bộ dàn như thế này các anh chỉ có việc về cắm điện vào là xài thôi ha, không cần phải mua sắm thêm thiết bị gì nữa. Dạ rồi, không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào từng chi tiết sản phẩm ha. Thì tất cả những cái mẫu sản phẩm này lúc trước giờ thì Nhật cũng đã có review trên kênh của mình khá là nhiều rồi. Nếu như cô chú anh chị nào quan tâm cái mẫu sản phẩm nào thì có thể mở lại những cái video đó ha. Dạ rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một con âm ly Jaguar 203 ba la mã. Con này là sò xanh Ken nha các anh. Đó thì cái con này thì Nhật cũng có lên video rồi á. Nếu như anh nào quan tâm cái mẫu rời này thì các anh có thể xem lại những video đó ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái âm ly nè và một bộ mic Gro Music Web S1600 ha, của Sóng Nhạc ha nha các anh, hàng chính hãng của Sóng Nhạc ha. Và những cái bộ này thì đã qua sử dụng rồi nên là nó sẽ có cái mức giá khá là tốt nè. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cặp loa full bass 25 của Landor, dòng loa của Mỹ ha các anh. Và đây cũng là một cái mẫu loa full mà Nhật thấy là nó đáp ứng cực kỳ tốt trong cái không gian lớn ngoài 30m² các anh. Và nó lại có một cái chất âm cực kỳ ngọt ngào và cũng như là đánh rất là lực. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái mẫu loa sub của Yamaha ha. Mẫu này là sub Yamaha SW515 nè. Thì cái mẫu này Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều rồi. Đó thì nguyên một cái combo như thế này thì Nhật cũng đã phối ghép lại và Nhật cũng đã hát cho khách hát thử. Và Nhật cũng đã cảm nhận ra được thì cái bộ này nó sẽ đáp ứng cực kỳ tốt cho các anh trong không gian gia đình ngoài 30m² ha. Đó, cái tiếng nó đánh rất là lực nè. Thì chúng ta sẽ có bao gồm những cái thiết bị như thế ha các anh. Và song song đó thì Nhật sẽ tặng kèm theo cho các anh một cái bộ giải mã của Kiwi K08 ha. Thì cái bộ này các anh có thể về sử dụng để mình làm một cái bộ giải mã từ Smart TV xuống nè. Và nó có rất là nhiều cái tính năng trên đây, đặc biệt là nó có cả tính năng Bluetooth luôn ha, rất là tiện dụng nè. Và Nhật sẽ tặng kèm theo cho các anh đầy đủ dây ha. Dây thì Nhật sẽ làm mỗi vế là 2,5m ha. Tổng dây loa là 5m nè. Và có những theo những cái bộ dây của micro nữa. Đó thì một bộ như thế này thì Nhật sẽ kết hợp đầy đủ về các anh chỉ việc cắm vào điện vào là xài thôi ha. Và quan trọng hơn nữa thì cái bộ dàn này các anh có thể về cắm điện trực tiếp mạng lưới điện 220 của mình vào sử dụng luôn ha, chứ không cần phải đổi nguồn nè. Riêng cái dòng sub thì cũng chạy đa dòng điện. Và cái mẫu âm ly này nó cũng sẽ sử dụng hai dòng điện 220 và 110 ha. Đó nên các anh yên tâm về cái việc điện đài ha. Thì cái bộ này các anh có thể sở hữu về để mình lắp cho dàn karaoke gia đình của mình hát hay và nghe tiếng cũng khá là đạt nè. Rồi thì Nhật xin nhắc lại cái mức giá bán ha. Hiện tại nguyên cái combo như thế này thì hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 29 triệu và có đầy đủ tất cả những thiết bị kèm theo ha các anh. Thì trong video này thì Nhật cũng sẽ xin phép được chia sẻ cập nhật nhanh đến cho các anh thôi ha. Dạ rồi, cái bộ dàn này về thì Nhật cũng đã test hoạt động tốt mọi chức năng rồi hả các anh, nên các anh cứ yên tâm sử dụng. Và nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái những cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 9T-579 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để mình xem qua tất cả những cái mẫu sản phẩm và cũng như là mình hát thử trước khi xuống tiền ha. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.